thất tình. Em sẽ ra uống rượu ở trong xe chết luôn. Công ty thất tình thì bạn sẽ làm gì? Em sẽ ra Trần Duy Hưng ạ. À, phải ra Trần Duy Hưng ạ. Có một con đường mang tên là tình yêu. Em sẽ đi lấy vợ luôn bởi vì em mất niềm tin vào con trai rồi. Người ta cứ nói đừng quá yêu. Người ta cứ nói đừng quá tin. Mình sẽ về lấy vợ luôn. Mai sau mình xui con trai mình lấy con nó để rửa phận lòng. Em sẽ mua xăng đốt nhà người yêu cũ ạ. Các bạn luôn. Anh em mình là anh em tốt. Anh em tốt là ăn cà rốt. Ăn cà rốt là lên luôn. Em sẽ dồn hết tiền để mua con lô và sau đó đập tiền vào mặt nó ạ. Bao nhiêu lâu ta không đập lô, bao nhiêu lâu ta không đánh lô. Em là người bạo lực, em muốn phi ở nhà nó, đập cho nó một trận, cho nó khỏi vợ luôn. Em sẽ lấy tên của nó đặt tên cho con chó nhà em. Em là người sạch sẽ nên là em sẽ về tắm gội xà bông cho tình cũ trôi đi hết ạ. Lại bài viết quần ổ hạc cho tôi làm ở đây hả? Vâng, giờ đi ổ hạc rồi, giờ bây giờ không vấn thương hả? Và có bài hái cho tôi cảm nhận thăm hương hay khi thử về em hả? Nếu em chia tay thì em sẽ hát karaoke và hát những bài hẳn được. Nghe nhạc Mito Siro ạ. Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi. Bạn sẽ làm gì sau khi thất tình? Phải có những phút chờ đợi thì ta mới biết được rằng thế giới không có em đéo ra sao. Ngày đó em được có một người đó em sẽ có.